Boy 50. Yeah, why not now, Rick? Em à, có những nỗi đau mà anh không thể nói cho em. Vì sao? Vì chỉ có anh là người chấp nhận. Em biết chứ, có những nỗi đau mà anh không bao giờ kể được bằng lời. Cầm cây viết anh muốn lý do là tâm can anh nó được thảnh thơi. Nhưng em ơi, sao khó quá em ơi. Mây thành mưa dừng chân tại hồ thì ngày nào đó cũng quay lại với bầu trời. Những nỗi buồn dù anh có muốn buông thì nó cũng là nỗi đau mà anh để đời. Dẫu anh không muốn đi thì đôi chân anh cũng đã tới. Anh đã quá mệt mỏi khi cả hai, nhưng anh giữa một mình bầu trời chơi vơi như kiểu đồ của anh mà anh cũng chẳng thể vơi. Anh đã quá mệt mỏi khi cả hai ta giữa bầu trời chơi vơi. Anh lại hụt hơi nữa. Và tất nhiên anh không phải là người hay rap lớp song, vậy nên em à, anh thì vẫn là anh thôi. Dù nắng hay mưa, dù sáng hay trưa thì anh vẫn là anh. Dù có ngọt ngào hay lãng mạn, hay khô khan hay khục khan, anh vẫn là anh. Em nên nhớ điều đó, anh vẫn là anh thôi. Yeah, anh vẫn là anh. You understand? Ok. Let's go. Nhìn con mẹ thực tế đi, xã hội này khác khác gì nhau. Cuộc đời này vốn đã vậy, vẫn trước đuổi theo những vấn sau. Cuộc đời này vốn đã là vậy, hoa mỹ bao la chỉ là màu. Chúng ta biết được rằng đâu là nhịp cầu và đâu chỉ là sắc màu ảo hư vô. Chúng ta biết được rằng tất cả chỉ là hư vô. Chúng ta biết được rằng sự thật không phải hoan nghênh thứ gọi là vật chất. Tình cảm cay đéo gì khi xã hội này thật tồi tàn. Thôi nát trong xã hội giả dối để tao biết được dòng người chỉ có vậy thôi. Vậy thôi. Fucking dog shit. Fucking dog shit. Yeah. Yeah. Fucking dog, fucking dog shit, fucking dog shit, fucking dog, fucking dog, fucking dog. Mày là ai? Tao đéo quan tâm. Mày là ai? Mày là ai? Tao quan tâm tao chứ tao đéo cần quan tâm. Mày là ai? Vậy mày là ai? Nói thêm một lần nữa, nói đi nói lại thì tao vẫn có khác mày. Cuộc đời này vốn đã là vậy, ta cứ hao đi theo từng ngày. Tao vẫn sống và nhìn cuộc đời theo cách của tao, tao đâu quan tâm mày hết. Cuộc đời này vốn đã vậy, tên nào hết này một ngày nào đó cũng sẽ chết. Những thứ mà tao để lại không cần người đời khen chê, bởi vì đây là thứ mà tao biết ra để thỏa lòng tao đam mê. Yeah yeah yeah.